cái luật mà liên quan tới sở hữu bất động sản ở Việt Nam như thế nào. Trên hệ thống pháp lý của Việt Nam nó có rất là nhiều luật liên quan tới sở hữu bất động sản, thì trong đây sẽ có là luật về nhà ở được ban hành năm 2014, luật dân sự nè, luật đất đai 2013 và nghị định 43, luật kinh doanh bất động sản, luật căn cước công dân, luật hôn nhân gia đình, luật hộ tịch, luật về doanh nghiệp. Sẽ có những đơn vị là doanh nghiệp sở hữu bất động sản chứ không chỉ là cá nhân thôi. Luật về đầu tư và luật về quốc tịch Việt Nam 2014. Thì khi mà chúng ta có một miếng đất, từ miếng đất mà tới khi xây được một cái dự án và cung cấp cho cái người sở hữu đó cái sổ hồng, chúng ta cần đi qua rất là nhiều bước. Chúng ta đang có 12 bước. Đầu tiên là chúng ta cần phải được chấp thuận đầu tư đã. Khi mà chủ đầu tư họ có một cái ý tưởng về một cái khu dự án nào đó thì cần được phê duyệt đầu tiên, đó là phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi mà chấp thuận chủ trương đầu tư rồi á thì sẽ có những cái quỹ đất là của chủ đầu tư luôn, hoặc có những quỹ đất là nhà nước phải giao đất, thì chúng ta sẽ có cái quy định về quyết định giao đất. Tiếp theo là sẽ phải vẽ được cái miếng đất đó có những cái gì trên đó, chi tiết cụ thể ra sao, thì đó chính là quy hoạch 1/500. Và khi 1/500 xong rồi á, chúng ta trình lên cơ quan chức năng và họ đồng ý cái quy hoạch này thì sẽ được cấp cái giấy phép xây dựng. Và khi có giấy phép xây dựng này á, nó cũng không có phải là giấy phép xây dựng 100% nữa, mà nó sẽ là giấy phép xây dựng từng phần, phần móng và phần thân nha, chứ không phải cấp một lần là đầy đủ từ dưới đất lên tới trên nóc luôn, mà sẽ là từng phần. Có nghĩa là chủ đầu tư phải xin hai lần. Khi mà xong cái phần móng á thì sẽ có một cái gọi là giấy nghiệm thu phần móng. Nếu như không có nghiệm thu phần móng á thì không ký được hợp đồng mua bán. Đây là quy định của luật. Nghiệm thu móng xong rồi á, chúng ta sẽ có thông báo là đủ điều kiện bán hàng. Theo là chúng ta sẽ có cái luật về bảo lãnh ngân hàng tất cả những cái sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai. Để được ký hợp đồng mua bán thì cái dự án đó phải có một cái ngân hàng có đầy đủ cái khả năng, năng lực tài chính bảo lãnh cái dự án đó. Bảo lãnh ở đây là đảm bảo về thứ nhất là nguồn vốn, thứ hai là uy tín chủ đầu tư, thứ ba là cái số tiền mà khách hàng đóng cho chủ đầu tư ấy, thì sẽ được giữ một nơi an toàn. Trong trường hợp dự án đang xây mà nửa chừng nó có bị đứng đi chăng nữa thì cái số tiền mà khách hàng đã đóng, đã thanh toán tới thời điểm đó sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng. Đây là luật về bảo lãnh ngân hàng. Trước khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng có quyền yêu cầu thứ nhất cho tôi coi cái biên bản nghiệm thu phần móng, thứ hai cho tôi coi cái chứng thư bảo lãnh, anh đã có chứng thư bảo lãnh chưa. Và mỗi một dự án như vậy nó sẽ có một ngân hàng bảo lãnh. Tại vì cái ngân hàng bảo lãnh này nó sẽ làm nhiệm vụ là nó sẽ giữ hết tất cả những cái hồ sơ pháp lý dự án đó, về sổ đất nè, về những giấy tờ của chủ đầu tư của dự án. Và chỉ có một đơn vị ngân hàng giữ thôi. Những đơn vị ngân hàng khác á, nếu như mà một cái dự án chúng ta thấy có nhiều ngân hàng cùng hỗ trợ một dự án thì trong đó sẽ có một ông là chính, và những ông kia sẽ thông qua cái ngân hàng bảo lãnh này để xin được tham gia vào cho vay dự án, chứ không phải là ông nào cũng là bảo lãnh hết. Phòng cháy chữa cháy, chúng ta cũng phải cần có chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Năm 2018, các bạn có nhớ được sự kiện là cháy chung cư Carina không? Lúc đó còn nhỏ, thu anh Tâm hay sao? 2018 nằm trên mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, lúc đó là chị đang bán dự án ở Bình Dương á, là gần tới ngày bán hàng luôn nha. Tháng 4 là tụi chị bán, thì tháng 3 là nó cháy và cái vụ cháy nó rất là nghiêm trọng và nhiều người chết. Thì từ đó về sau thì cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy ở tất cả các dự án căn hộ hình thành trong tương lai nó đã được nâng lên một cấp độ cực kỳ cao, và tất cả những dự án trước đây mà xin giấy phép chữa cháy á là phải làm lại hồ sơ hết. Từ cái vụ cháy đó thì cái tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và cái quy định này nó nghiêm ngặt hơn, thì nó giúp cho những cái dự án về sau được an toàn hơn cho người sử dụng, và đồng thời cái việc mà diễn tập phòng cháy chữa cháy cũng đã diễn ra thường xuyên hơn và bắt buộc. Từ lúc mà có cái nghiệm thu phần móng thì cái căn hộ của mình, dự án của mình sẽ tiếp tục xây, và xây tới lúc hoàn thành thì chúng ta sẽ có một cái gọi là văn bản bàn giao đưa vào sử dụng, và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy thông báo là làm chủ quyền. Thì khi thông báo làm chủ quyền rồi á thì cái người khách hàng của từng căn hộ sẽ nộp cái hồ sơ, và lúc đó nộp hồ sơ lên Sở Tài nguyên Môi trường để ra được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng, thì đó gọi là sổ hồng. Và đây là cái quy trình 5 bước. Thì cái quy trình này anh chị em phải, các bạn phải học thuộc để hiểu được là từ cái bước nào, xin cơ quan nào, có bao nhiêu bước. Đầu tiên là cái bước về chủ trương đầu tư thì chắc chắn phải do là Sở Kế hoạch Đầu tư phê duyệt rồi, nó cũng dễ nhớ lắm. Tiếp theo là
phê duyệt quy hoạch 1/500 thì sẽ do là sở quy hoạch kiến trúc hoặc là sở quy hoạch phê duyệt. Rồi tiếp theo nữa là quyết định giao đất thì do sở nào phụ trách? Đất đai đúng không, tài nguyên thì đó là sở tài nguyên môi trường. Rồi khi chúng ta cần xin giấy phép xây dựng thì chúng ta cần phải có phê duyệt của sở xây dựng của cái địa phương đó. Ra sổ hồng thì để ra được sổ hồng thì cần phải tính được cái thuế đất, và thuế đất này nó sẽ do là sở tài chính phụ trách. Còn sổ hồng cung cấp sổ hồng hay không thì sẽ do sở tài nguyên môi trường người ta đưa ra những cái quy định về những cái hồ sơ chứng từ. Bản thân mình là người tư vấn bán hàng thì mình phải thông thạo tất cả những cái vấn đề, những cái khía cạnh của sản phẩm mình bán và những yếu tố liên quan, và kỹ năng tư vấn vay, kỹ năng tư vấn về dòng tiền, tư vấn về tài chính, tư vấn về những cái kinh tế vĩ mô thì nó cho thấy sự khác biệt của hai người sale. Phương án nào để khách hàng có thể sở hữu được rất là quan trọng. Thì dự án cái thông tin ở trên mạng nó giống nhau đúng không, nhưng sự khác biệt của người sale là cung cấp cho khách hàng cái gì khác ở trên mạng, cái gì mà trên mạng không thể tìm kiếm được mà mình cung cấp được cho khách hàng thì mình mới có cái giá trị của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái luật quan trọng là luật kinh doanh bất động sản, tất cả những điều chỉnh của luật để giúp cho thị trường minh bạch hơn, công bằng hơn, công khai hơn chứ không phải là điều xấu. Những cái người nào bị ảnh hưởng thì họ sẽ thuộc cái nhóm là đầu cơ này, rửa tiền này, chứ những khách hàng chân chính thường sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều và nó chỉ giúp cho thị trường minh bạch hơn thôi.